Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Khôi có đơn hàng 5 container cám xuất khẩu sang Trung Quốc. Thay vì mất một ngày lên thành phố Hồ Chí Minh lấy container rỗng như mọi khi, thì nay chỉ mất 15 phút. Container rỗng đã được đơn vị logistics chở tới công ty. Có công tại cảng thì công ty em nó được chủ động khi mà cái lịch xuất hàng. Ngày xưa thì mình sẽ bị phụ thuộc vào cái vấn đề lấy công. Khi tình hình là công khan hiếm rồi này nọ đó, là mình sẽ bị động, tốn thêm nhiều chi phí kéo ra công nhân hay là tình hình sản xuất. Nhưng mà từ khi mà có cảng công tại cảng á, thì em đã rất là chủ động được cái thời gian đó, mình giảm chi phí, mình giảm giá thành, mình có thể cạnh tranh được với cái thị trường khác. Hiện nay mới có duy nhất một hãng tàu đã cấp container rỗng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nên để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu cũng như góp phần tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp, Tổng công ty Tân Cảng đã chở container rỗng bằng xà lan đưa về 5 bến thủy nội địa thuộc các địa phương trong vùng. Sau khi hàng hóa được đóng vào các container, xà lan lại đưa tới cảng Cát Lái và Cái Mép Thị Giải để đi ra thế giới. Người ta có thể kéo đầy một cái xà lan khoảng 450 container rỗng đưa lên cảng Mỹ Thới, đưa lên cảng Cái Cui hoặc là cảng Long An, rồi người ta lại đưa xe về cho đến doanh nghiệp. Bởi vì hiện nay chưa chắc đã là đi xà lan 100% thì chưa chắc đã gọi là giảm chi phí. Mà nó phải vừa có xe và vừa có xà lan, tức là thủy bộ thì chúng ta kết hợp. Thì cái việc ấy là cái việc chuyên nghiệp của logistics. Thì tôi thấy cái vấn đề này là nó bắt buộc chúng ta phải làm như thế. Bởi vì rõ ràng là cái hiệu quả kinh tế của nó rất cao. Hiện nay hợp tác với hãng tàu để đưa container rỗng về đồng bằng sông Cửu Long hoặc là tái sử dụng lại cái công rỗng sau khi cái công hàng nhập, người ta rút hàng ra thì người ta sẽ trả cái công rỗng nó về cái depot ở miền Tây để phục vụ cho các nhu cầu khách hàng khác. Thì hiện nay tổng ty đang hợp tác với một số hãng tàu đã triển khai được dịch vụ này, ví dụ như hãng tàu Mek Line và một số hãng tàu cũng đang đi khảo sát. Trong thời gian vừa rồi thì tổng ty cũng đã triển khai cái chương trình cùng với hãng tàu đi khảo sát thị trường và xúc tiến cái việc triển khai cái dịch vụ container rỗng tại đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến xà lan này đang chở 8 container gạo của công ty Trung An để vận chuyển từ cảng Thốt Nốt lên Cát Lái. Trên đường đi, nó sẽ cập thêm một cảng nữa để lấy hàng. Và sau khi quay về, xà lan này sẽ chở container rỗng cũng như hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp trong vùng. Theo đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiết kiệm từ 15 đến 20%.